bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao đang đi tới những tập cuối. Giữa những khó khăn, ngột ngạt của xóm trọ nghèo, hạnh phúc vẫn nhen lên, những tia nắng ấm áp của tình người vẫn lấp lánh khiến người xem thổn thức. Hạnh phúc đầu tiên phải kể đến chính là tình yêu của Bình và Điền. Một tình yêu vừa khiến khán giả cảm thương lại vừa khiến khán giả tủm tỉm vì cách thể hiện yêu đương của hai tâm hồn chân thật. Minh Cúc trong vai Bình, còn Tô Dũng trong vai Điền, dẫu ngoài đời là chị em nhưng lên phim lại là một cặp đôi hết nước chấm. Cặp đôi Bình Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao càng đi tới những tập cuối càng để lại trong lòng khán giả những ấn tượng đẹp. Một Điền chân thành cùng những ẩn ức của một người nghèo đã qua một lần đổ vỡ. Một Bình có chút quá lứa lỡ thì bộc trực, thẳng thắn. Họ đã tìm thấy những điểm chung và một điều để chờ đợi trong xóm trọ nghèo ấy chính là đứa con chung. Đứa trẻ đến với họ như tiếp thêm cho họ sức mạnh, sự gắn bó để khán giả chờ đợi một cái kết đẹp của bộ phim. Là khách mời của Chuyển động 24 giờ, hai diễn viên Tô Dũng và Minh Cúc không còn phải hóa trang là những người lao động nghèo với trang phục tuềnh toàng mà đã lột xác cực sang chảnh. Cả hai đùa vui giờ đã là chủ vựa hoa quả lớn nhất chợ nên phong cách cũng phải khác. Chia sẻ về cảnh quay Bình ngã đè lên người Điền rồi còn hôn má Điền, diễn viên Minh Cúc cho biết đó là chi tiết không có trong kịch bản. Thời điểm đó, các diễn viên cũng chưa nhận được kịch bản tập tiếp theo nên chưa biết mối quan hệ của Bình Điền sẽ tới đâu. Với Tô Dũng, khi biết Bình Điền ở phần sau của phim lại trở về bên nhau thì cảm thấy rất thú vị. Vai Điền trong Cuộc đời vẫn đẹp sao cũng là lần đầu tiên anh để tóc dài đến thế và có thêm cả râu. Tô Dũng cũng tự thay đổi giọng nói cho mình để tạo nên sự thú vị cho bộ phim. Sau loạt vai diễn đã thể hiện, Tô Dũng mong muốn sẽ được đóng một nhân vật có tâm lý phức tạp, có thể là vai tội phạm. Trong khi đó, Minh Cúc luôn mong đợi một vai phản diện với tột cùng tính xấu. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.